Hai, em chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em ăn khuya với tất cả các loại loại rau củ quả các bạn nhá. Hôm nay em sẽ ăn tất cả rau củ quả, ít nước, trà nhân sâm các bác. Các bác thấy clip của em hay, mong các bác chia sẻ và đăng ký kênh và like và đăng ký kênh giúp em nhé. Em mời cả mọi người thưởng thức cùng em nhé. Trước tiên là em thưởng thức của chuối này. Em bấm thêm mắm muối ớt các bác. Mắm ớt các bác. Em mời các bác ăn với em nhé. Đây là đã mơ mình. Ngon các bác. Chắc chắn là ngon các bác. Em ngồi quay ở trong nhà thôi. Em nghèo các bác. Em cũng nghèo. Em chỉ có ít rau, quả, hoa quả, quả rau. Em làm clip cho các bác xem, cho thấy hay ủng hộ em nhé. Rất nhiều các bác.
các bác. Đây là hoạt đại các bác. Cái nong mà ngon không ạ? Rất là ngon không ạ? Làm một bữa hoa quả vườn tại vườn các bác, người ăn rất là ngon, đậm bạc này các bác, rất ngon các bác. Các bác thử giống như em các bạn, người giống như mình ấy, làm tất cả các loại rau củ quả, các loại lá xoài, đinh đăng, mơ, hoa đại, cà chua, mít chuối, ăn cho mình rất là ngon, kiểu các bạn. Cho nó nằm băm mắm mỡ ớt chua cay rất là ngon. Chua quá. Chua quá các bác ơi. Rất nhiều luôn các bác. Ba.
các bác nhìn chém mỡ eo. Ngon quá các bác ơi. Ngon quá. Hài quá bác. Rồi dai. Các bác thấy thưởng thức có lại hoa quả trái cây và hoa hoa là rau củ quả các bác thấy hay, các bác cho em một like, chia sẻ và ký kênh giúp em nhé, để em có ra nhiều clip hay cho mọi người xem. Mọi người nhớ like và ủng hộ mình nhé. Em xin chào tất cả các bác nhé. Bye bye, các bạn nhá. Bye bye.